Tiếp hiệp 2 nha anh em. Tối nay hiệp 2 em lên cho anh em một lô áo bộ binh hơi đẹp. Hàng Tuyến đấy. Nói chung là nó hơi lão một chút, nhưng mà anh em biết không, cái lô áo này anh em mà chưa có bộ á, anh em chọn những con áo này rồi có quần mình chốt những con quần và ghép lại nha. Lô áo này hơi bị đẹp đó. Đây nè, khoe nói phải đưa ra khoe đàng hoàng nhá. Đó, anh em nhìn thấy dần tem chưa? Quá đỉnh đồi luôn. Đẹp nhá. Anh em chốt mà không chốt là em rửa tem em bán tem á. Rồi, con này là vải caro nha anh em. Size medium long. Medium short và medium long, mắt em đọc nhìn hoàng. Con này là vai của nó 49 năm. Dài áo 83. Dòng này 50 cô tông thôi nhá. Một tem, hai tem này. Áo bao đẹp luôn. 97 97, 98% luôn ý. Hàng chuẩn cấp phát nha anh em. Nghe, mặc lên phát anh em dòm này. Đẹp chưa? Với một con áo này em chỉ cần mua cái quần rồi ghép lại là khỏi cần lăn tăn lên tem hay xuống tem ha. Con này em bán cho anh em là 600.000 mã 46. Đẹp tuyệt vời không mặt trời luôn. 600.000 mã 46. Con multicam này. Trời, multicam nè. Anh em thấy chất chưa? Con này sao mới là không đủ hàng luôn đấy chứ. Anh em dòm có đủ hàng này, cái túi của nó này. Ý, chỗ này chỗ rất bút nha. Túi xéo nha, đây là ngay cái nẹp này. Đây nhỏ, đây to, con này không đủ hàng luôn. Con này sao coi nào. Con này chất vải caro mềm. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hàng của Mỹ á, nhưng mà sao con này không có đủ hàng á. Chưa bao giờ em gặp con vậy luôn á. Không rồi, có cái tem nào luôn. Con này, à đây nè. Trời ơi, cái dòng đặc nhiệm. Dạ. Đây, cái tem nhỏ nằm ở dưới ta thôi. Lát reo lơ. Lát reo lơ, hàng đặc nhiệm nha anh em. Mã số 3 là người ta chốt rồi. Thấy chưa? Tem nó nằm ở đây, con này không đủ hàng luôn. Hàng này là chỉ dành cho một cái nhóm nhỏ thôi. Tức là cái nhóm này rất là ít khi, nó chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi, không phải tràn lan như các bộ binh khác đâu. Rồi, đây là vai 52. Dài áo 81. Vai 52 dài 81. Mới và đẹp nha anh em. Anh em thấy có con nào có cái túi ở đây chưa nè? À, cái túi dắt bút ở đây nhá. Túi xéo, chỉ có một bên thôi. Áo bao đẹp và mới luôn. 97-98%. 700.000 mã 55. Hàng độc không đụng hàng nha anh em. Hàng độc không có đụng hàng nha. Con này phải nói hiếm quá đấy thôi. Lâu giờ em ít khi gặp lắm. Rồi tiếp một con này là chống cháy này. Uticam này, anh em nhìn thấy con này này. À, con này là chất vải chống cháy. Nó lại túi ở dưới đít lại xích vô. Con hồi nãy là đít xích ra. Con đó mới dám lấy tiền anh bằng cái giá đó. Anh em thấy không? Nè, cái đít của cái túi này này, cái đáy đây, cái đáy của nó thì ở từ đây qua đây là dài, ở đây qua đây ngắn nha. Còn con này thì lấy cái đáy của nó này, đáy của nó từ đây qua đây thì nhỏ, từ đây qua đây thì to, à, trên to dưới nhỏ, nó ngược trở lại. Nó là small roller, vải caro chất chống cháy nha anh em. Vai của nó là 48. Dài áo 74. Anh còn Zalo không được á hả? Chống cháy bao đẹp. Dòng chống cháy anh em lưu ý giùm em là nó không nó không giống như vải thường đâu. Dạ. Cái màu của chống cháy. Úi giời, con này một phết áo FC rồi thôi, con này FC. Anh em nhìn thấy người nước ngoài người ta mặn. Anh đọc cái số đi, em nhập chứ. Màng phải nói đỉnh đồi không? Dạ. Y hệt như ép ép xe Honda mình ấy. Dạ, dạ. Không. Ép tốc hành ấy. Đỉnh không? Con này bị lủng một phát. Nó em bán giá khác. 1 Rồi. Không. Em lên con sa mạc nhé. Sa mạc vải caro hàng cấp phát đi anh em. Không, nhưng mà đã qua sử dụng rồi đó. Cái tem này. Có Zalo đâu mấy. Tem này.
con này là vai của nó là 49, dài áo 81, vai 49, dài 81. Nhưng mà chỗ này bị dơ một chút, áo thì rất mới nha, dơ một chút này. Úi giời, con này dơ. Đây có một vết dơ nữa anh em ơi. Rồi, trên này có vết gờ tem thôi ha. Nói chung là nó đẹp. Đây ạ, cái cờ. Cờ ông này ông chơi ở bên tay phải này. Vậy là nhất thiết không phải là bộ binh nào cũng phải cờ nằm tay trái nha anh em. Cờ này là cờ rin, cờ nguyên nguyên bản, nguyên rin ở trên áo nha. Có những binh chủng thì nó nằm ở tay trái, hầu hết là tay trái, nhưng mà có binh chủng thì may ở bên tay phải này. Rồi, con này mới nhưng mà dính dơ, em bán 400.000, mã 56 ạ. Mã 56. Tiếp một con rần ri vải caro, đẹp, đẹp quá, đẹp quá. Con này vai 46, dài áo 73 nha anh em. Size small short, size đẹp, áo đẹp. Con này là hơi bị đẹp rồi nha. Con này hơi bị đắt luôn á. Áo mới và đẹp luôn. Chỉ có hai cái vết gờ tem ở đây thôi. Nhưng mà áo rất là mới, 97%. Size đẹp, áo cũng đẹp. Rồi, con này ai chốt chốt cho mấy em là 500.000 mã 58. 500.000 mã 58 anh em. Tiếp con multicam chống cháy này. Đối với em chống cháy như vậy là đẹp lắm rồi đó. Vì nó chống cháy nó không có đẹp hơn được nữa. Small roller. Small roller. Vai của nó là 49. Khoan nào bác, để cho nó đi hết cái lỗ kia chứ. Dài 74. Giờ mà chơi này nó bên kia rồi sao? Bây giờ lên luôn. Thì giờ mới lên mà. Nhưng mà khác sai. Rồi con này nhỏ nha em. Small là size nhỏ này. Nó là dùng vừa dây kéo vừa miếng dán nha. 97% chốt cho em con này 350 mã 45. 350 mã 45. 350.000 mã 45. Tiếp một con rần ri này. Tem không là tem nha. Vải caro, vai 49 năm. Dài áo 79, vai 49, dài 79. Con này thì tầm 96% thôi. 96%. Dòng này 50 cô tông thôi nha anh em. Không tì vết. Tem phun. Em dòm tem này. 1, 2, 3, 4. Đây nữa nha. 4, 5, 6, 7 cái tem. Rồi, ai vừa con này chốt dùm em 550 mã 52. 550, anh em thông cảm này, đồ này về giặt ủi dùm em cái nó còn nhăn nhún à. Tiếp một con áo này là của thằng gì đây? Này của Italia. Của Italia. Này của Italia. Chất vải caro. Vai của nó là 59 nha anh em. Dài 75. Con này là vi tính. Vi tính nha. Italia là hồi bữa là em có lô Italia màu xanh. Màu này giống của thằng thằng gì đó. Thằng Canada. Giống của thằng Canada. Túi của nó cũng điều đà lắm chứ bộ. Rồi, tem dán này, tem này là tem dán anh em không thích về gỡ tem. Xong. Đây là tem tên dán lên ha. Bên này một miếng dán nữa nhưng mà không biết dán cái giống gì không. Rồi, con này ở trong này có ngăn dây kéo nữa nè. Quá chừng ngăn. Chốt giùm em con này 600.000 mã 70. 600.000 mã 70. Tiếp một con sa mạc đá. Sa mạc đá hiếm nha. Báo cáo anh em hiếm à. Ở trong có một cái mang này này.
gọi là thêm một lớp chất vải cơ kỳ hàng chuẩn cấp phát này em. Vai của nó 485 ạ. Dài áo 80. Đẹp nhá. Trên này có hai cái tem ở cổ này. Bốn túi hộp. Con này thì 96-97%. 96-97% ở đây có dính một chút dơ sơn, một chút siêu siêu thôi. Rồi, tất cả là đều tương tất hết. Nhưng mà cái tem mát ở trong này thì lại nó hơi mờ mờ một chút. Nhưng áo thì lại đều và đẹp. Rồi, ok. Ai chốt con này thì chốt giùm em này. 400.000 mã 69. 400.000 mã 69. Tiếp một con rần ri vải kaki ạ. Tem quá chừng. Con này là vai 49 nha anh em. Vai 49 dài 72. Anh em mà mấy con này em nói thiệt anh em chứ, anh em khác đang còn đòi em mua mấy cái dàn tem, nguyên cái bộ dàn tem như vậy này. Nhưng mà em cứ bán áo đi đã. Bán như vậy anh em chốt là chốt luôn. Còn không chốt là em lại gửi tem ra em bán. Rồi, ai vừa con này chốt giùm em, con này chỉ 96% thôi. 500.000 mã 51, size nhỏ nha. Size nhỏ nha anh em. Con này cái kia mà màu bạc á. Chốt giùm em. Tiếp một con chống cháy multicam này, con này thì mới cứng luôn. Con này mới như chưa sử dụng anh em. Chưa có sử dụng luôn đấy à. Con này là nó mới kẽm. Mới kẽm luôn anh em ạ. Small shop. Size hiếm. Khi anh em mua một con multicam chống cháy này mà tìm một con size nhỏ cực hiếm luôn. Cực hiếm luôn. Nó giống nhau. Vai của nó là 47 ạ. Vai 47 dài 72 nha anh em. Mới keng xà beng. Mới kẹm mới keng. Rồi size nhỏ. Ai chốt con này thì chốt giùm em là 400.000 mã 53. 400.000 mã 53. Tiếp một con rần ri này. Vải caro. Con này là 100 cô tông nha anh em. Anh em lưu ý giùm em, 100 cô tông lúc nào nó phải đắt hơn vì nó mát. Nó mát nha. Con này small x short, vừa size đẹp vừa vừa 100 cô tông. Cực đắt. Đó, cực đắt nha. Bình con này em không biết mùa nóng nó nằm ở đâu. Và màu bạc nữa chứ. Chủ con này tất cả đều nằm vào đây hết. Điểm nhấn tất cả vào đây hết. Từ mắt cho tới size cho tới màu. Vai của nó 47 năm. Dài áo 69. Dài áo 69. Con này đồ mới cũng 97% nha nhé. 100 cô tông size nhỏ và đẹp. Cái vết màu bạc nhiều nha. Không được rồi. Quá chừng đẹp luôn. Về anh em tút giùm em cái vì nó mới khui ra nó còn nhanh này. Con này có một cái tem. Có một cái tem. Chốt cho em con này 600.000 mã 61. 100 cô tông mà được cái size này là hơi bị khó à. Rồi tiếp một con multicam. Con này cũng chống cháy. Mới keng xà beng luôn. Mới kẹn mới keng luôn. Em có khi nào mà cứ nói xong riết nó thành cái miệng. Cứ kẹn rồi là keng keng. Rồi con này là size lát reo lơ tem này. Lát reo lơ. Em đo vai nha. Con này mới như chưa sử dụng.
Vai của nó là 53. Vai 53 dài 79. Mới kém nha. Ai to này 8-90 kg. Vừa con này á. Rồi, ai chốt chốt con này dùm em. 400.000 mã 50. Mới kém luôn. Tiếp một con sa mạc vải cà rô. Sa mạc vải cà rô nha nhé. Nó là gì, chữ nó hơi bị quạc quạc chút này. Tem thì còn mới mà nó bị quạc quạc mất chút này. Vai của nó 48 này. Dài áo 74. Em nói thiệt anh em, khui ra còn bốc khói luôn đấy. Vừa khui vừa lai luôn đấy. À, hàng chuẩn cấp phát nha anh em. Nó còn nhăn, nhiều khi nó còn giấu vết dơ mình nhìn không được đấy chứ. Ở đây nó dính một chút dơ nhẹ nhẹ này. Rồi, sau đều đẹp hết nha em. Nói chung con này 96% nữa thôi, 96% độ mới vải caro. Ý, đẹp chưa, size nhỏ đẹp nha. Rồi chốt cho em con này 400.000 mã 68. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tiếp một con của Italia nữa hứ. Một con của Italia nữa nè. Vải caro gì em. Con này là vai 50. Dài áo của nó là 69. Vai 50 dài 69. Cái dòng này khác nha. Cái dòng này như không phải của Italia đâu. Dòng này cúc khác à. Ai alo kìa bác. Chờ em tí anh ơi. Con này bông thì bông của cái áo lúc nãy anh em. Em chờ em chút nha. Em tìm con áo lúc nãy đâu. Đây. Con lúc nãy là màu này. Mà con này màu này. Con này thì em thấy nó hơi khác khác. Đúng là vi tính với nhau. Nhưng mà con này em thấy cái cúc của nó là cúc của Mỹ. Nhưng mà bởi vì cái thằng này này, thằng này là núc bằng sừng. Con này là cúc dẹp của Mỹ. Nhưng mà lại tem của nó ở trong này không có. Cho nên là giờ con này không biết nói sao đây, không biết. Tem này thì cũng giống cái tem của thằng Italia luôn. Cái tem vai á, cái tem hồi nãy á. Rồi thì giờ cứ bán như vậy đi. Ai thích kiểu gì thì chơi kiểu đấy nha nhé. Con này nhỏ à, nhỏ chứ không to chà bá luôn. Cũng có túi giống cái con nãy luôn. Cái form nó y hệt cúc khác. Rồi con này độ mới của nó là tầm 96%. Chốt cho em 500.000 mã 67. Mấy màu này đẹp chứ. Anh em công nhận không? Cái bệt của nó đẹp chứ. Nó chỉ làm cho mình rối mắt thôi. Tiếp chú dần tem này kinh hồn chưa. Cái dần tem này khủng nha. Coi mà 50 cô tông dần tem này. Anh em nhìn dần tem này, dở nguyên một con áo này đưa về bỡ qua cho dần tem của mình. Qua một con áo mình yêu thích nhất. Hoặc là để nguyên con này cút một bộ đồ này. Nó định đồi lắm. Vai của nó là 50. Dài áo 76. Anh em bữa nào mua một cái quần nữa ghép thành một bộ đồ này chất như nước cất. Chất như nước cất. Một khẩu súng, một bằng dù. Trời ơi, hai bằng dù. Đồ mới con này là 97%. Ôi, đỉnh luôn. Nhìn cái bộ dần tem phải nói đỉnh đồi thiệt. Khủng khiếp. Hai cái tem vai, hai tem cổ này. Hai cái tem cổ luôn. Nói chung là full luôn. Full tem luôn. Rồi 97%. Chốt cho em con này. Ủa sao cái cặp dần tem này. Chốt cho em 800.000. Con này ghi cái bán dần tem tặng áo à. 800.000 nha nhé. Viết bị ngáo đá rồi. 800 mã 60.
con em bán 800.000 nhá. Cái dàn tem này không em gỡ ra bán tem không, em bán 900.000 mà giờ bán cả áo mà ghi 600 là em bị điên mất. Chết rồi, điên mất rồi. Rồi em lên một con multicam chống cháy mới keng xà beng luôn. Mới keng xà beng luôn. Con này là size medium short. Mới kẻ người keng luôn. Con này vai 50 ạ. Vai 50 dài 74. Vai 50 dài 74 mới cứng nha anh em. Mới cứng luôn, hàng cấp phát. 400.000 mã 54 ạ. 400.000 mã 54. Con này là vải caro này. 100 cô tông. Size small sock 100 cô tông nhá. 100 cô tông anh em. Áo này là 100 cô tông. Cho anh em xem luôn này. Đúng 100 cô tông anh em. Đẹp, size đẹp, áo đẹp. Con này là tầm 97 96 97% vai 48. Dài áo 73, 100 cô tông. 100 cô tông nhé. Size medium short 70 đến 80 kg, cao 1m60. 1m60 nhá. Rồi, con này chốt giùm em là 600.000 mã 49. 600.000 mã 49. Em bao lỗi, em bao lỗi. Còn cái con 14 là em coi rồi nhé. Có con này vàng chanh này và con này, con này vào màu vải, chất vải của nó là vải thường chứ không phải là vải chống cháy nha. Vải thường tem này. Wow. Vai của nó 50 ạ. Dài áo 77 nha anh em. Cái dàn tem nghi ngút cuộc đời luôn. Dàn tem này. Đã không? Chốt xong đi, chốt cho em cái quần nữa là xong đời. Xong đời. Em có vai gì mà nói tào lao với đau em biết. Vai 50. Dài 78. Đẹp tuyệt vời luôn nha anh em. Đẹp luôn. 97%. Trời ơi là trời, dàn tem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái tem. Tem không là 400.000 rồi đó. 5 hồi nãy ghi cái con này này, để dùm vô cái này. Đâu rồi? Con này. Con đó bị dụng dưới. Dưới đấy. Ảo này bị dụng dưới đấy. Không được mới. Mấy cái không tìm được. Thì cái dân tem không là 900.000 rồi. Rồi con này là ngay cái cùi chỏ này nó bị dơ một chút nha anh em. Cái cùi chỏ này nó bị dơ một chút, về giặt dùm em cái. Em bán con này là giá 700.000 mã số 3. 700.000 mã số 3. Cái con cái con 800 hồi nãy á, mã 60 là ở cái ruột ở bên ngoài là không thấy gì nha anh em. À nó cũng dính. Nó dính một chút mực đây này. Nó dính một chút mực, nó nằm ở trong này này. Nó ăn lan ra ngoài nha anh em. Đó. Bây giờ em bớt con này lại cho anh em là bớt 100.000 nữa. Tại vì thông thường cái dàn tem này em đã bán 900.000. Nhưng mà em bớt lại em bán 800.000 á. Chứ không là em bán cái dàn tem tặng áo là con này là cái dàn tem là 900 rồi đó. Em bán 800.000 mã 60 nha nhé. Không, 800, đáng lẽ là 900. Bán tem tặng áo nhưng mà con đấy là phải, vì nó dơ. Ở đây cái cổ nó hơi dơ một chút nha em. Con này màu bạc này. Màu bạc. Con này màu bạc vải caro nha em ơi. Vai của nó 47. Dài áo 73, màu bạc, anh em lưu ý giùm em màu bạc nha. Ba cái tem này.
Con này màu bạc hiếm nha. Bên này 3 cái là 6 cái, bên vai 2 cái này là 8 cái. 8 cái tem. Cái cổ hơi dơ một chút thôi. Rồi ai chốt con này chốt cho em 650 mã 65 này. Con này ai chốt con này là đỉnh đồi luôn á. Bẩn con này anh em biết không? Cái độ mới của con này anh em đứng ở đâu xa là nó nổi lên á. Cái bệt bạc rất là đẹp. Lưu ý giùm em. Và size con này cũng cực hiếm. Vì size nhỏ, size small á, tem full. Ai mà quyết định tìm cho mình một bộ đồ rần ri là nên cút con này và tìm một cái quần sau. Một cái quần màu bạc. Con này hơi bị định đồ lắm. Mã 65 nha anh em, 650 mã 65. Cho anh em xem hai con mà so sánh này. Đấy, một bên màu bạc, một bên màu này. Nói chung là mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Rồi tiếp con này cũng mới cứng. Mới cứng cưng cưng luôn. 100 cô tông nha, đừng có đùa nha. Một bên màu bạc, một bên 100 cô tông đấy. Mới cứng. Mới như chưa sử dụng luôn. Chưa có sử dụng luôn. X-Mon Railer mới đau chứ. Sao X-Mon Railer mới đau chứ. Trời ơi là trời, đẹp quá trời luôn. Vải caro mới cứng. Rồi thì nếu mà nữa thì anh mua được, chứ em mua 50 ngàn. Còn không thì chị em gửi. Vai 45, dài 79, vai 45 dài 79 small nha. X small nha em. X small là dành tầm người như em này, 65 kg. Ê, 65 kg, à 60 kg, 60 kg trở lại. Mới cứng, 100 cô tông cực mát. Lên full tem nữa là hơi bị đỉnh luôn. Chốt em 700.000 mã 66. Đẹp không? Con nào có cái đẹp của nó hả? Bên màu bạc, bên màu rần ri. Tiếp một con này chống cháy multicam này anh em. Chống cháy multicam này thì độ mới 96%, 97 thôi, 96 thôi. Vai 46 nhưng mà size cực hiếm nha. Size small ạ. Vai 40, dài 69. Em nói báo cáo anh em là multicam mà anh em tìm size small. Anh em còn dặn em nhiều lắm mà em không có nhớ được ai dặn cái gì này. Mới, đẹp, tuyệt vời. Đây, tem của nó nha. Tem của nó là màu nâu. Màu nâu, ở dưới này thì màu xám xám. Chống cháy nha anh em. Nhưng mà 96% thôi. Con này không mới cứng đâu. Chỉ có cái size của nó là size hiếm thôi. Ê, cái form của multicam và ACU là anh em bẩn nó body. Nó gọn, không giống như áo rần ri đâu ạ. Em bán con này 400 mã 59. 400 mã 59. Tiếp một con 100 cô tông này. Một con 100 cô tông. Size của nó small short, à small x short. Đẹp quá. Size đẹp quá. Vai của nó 47. Dài áo 68, 100 cô tông nha anh em. Tem này. Đẹp không? Đẹp chưa? Đẹp như mơ huyền mơ nồng mộng. Không có gì để báo hết vì nó mới quá. 98%. Size nhỏ mà x short nha anh em. X short. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 600.000 mã 64. 600.000 mã 64. Một con multicam chống cháy. Mới 98%. Medium short. Medium short. Alo nha. Mới 98% nha em. Vai của nó là 50. Vai 50 dài 73. Mới kẽm. Nhưng mà chống cháy là cái màu của nó buồn buồn nha anh em. Anh em có thể nhìn cho con này nó cũ nhưng mà nó không cũ đâu. Vì nó chỉ mới nhất là được như vậy thôi. Không có cũ hơn được nữa. Không có mới hơn được nữa. Rồi con này chốt 400.000 mã 47. Cái lô này ba có lửa hay là linh nhá?
nó đẹp, nó mới vậy mà. Lửa. Nhưng mà nó mới. Thêm lửa đó. Rồi small sọc luôn này anh em. Chú cho là má ơi, nó đẹp quá đi thôi. Đẹp lắm đi thôi. Vai của nó là 45 năm à. Dài áo 71 nha anh em. Thực sự em bán đồ cũ đồ rách, bây giờ gặp mấy con đẹp mà nó mê. Đẹp quá mà thích luôn. Con này vải cơ kỳ 97% anh em ạ. Đấy, phun tem nha. Anh em dòm tem giùm em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. 7 con tem. Đẹp nha, size nhỏ. 97% độ mới, chốt cho em con này 600.000 mã 48. Một con mới cứng rồi này. Một con này mới cứng luôn. Mới keng xà beng nhá. Mới kèm mới keng đẹp không? Chú. 98% anh em ơi. Con này medium roller tem. Anh em dùng cái tem medium roller. Trời ơi, tem như thế này. Rồi, con này vai của nó là 48. Dài áo là 78. Đẹp. Đẹp quá. Hai tem. Đẹp tuyệt vời nha anh em. Ai chốt con này chốt giùm em này. 600.000 mã 57. Đẹp tuyệt vời không mà trời không? Trời ơi, người xấu quần áo lên nó đẹp thêm. Rồi có con này 100 cô tông nhưng không được mới lắm anh em ơi. 100 cô tông nha. Không được mới lắm à, do cái bệt của nó. Cái bệt này, đúng rồi. Bệt này nó giống như cái thằng bệt của bệt kích á. Cái bệt này màu tím tím này anh em này. Cho nên là nhìn màu giống cũ nhưng mà nó không phải cũ đâu. Nó thuộc về cái dạng bệt kích luôn đấy chứ. Để em coi có đời không nha. Cứ từ từ cháu sẽ nhừ. Con này này cho anh em xem cái tem này. X-mon sọc nha. Đẹp không? Size đẹp mà tem cũng đẹp. Còn áo thì từ từ này. Tem này. Con này có đời nhá. Anh em dòm cái đời dùm em này. Mà nó bị quạc quạc như vậy đọc không được. Đời tâm 85, 86 gì đấy không biết. Đây anh em đọc được không ạ? Nó có đời đàng hoàng ấy. Cái dòng này nó kiểu lai lai cái thằng bịt kích á. Bịt kích tâm x á. Nó là tâm 6 mà. Con này tâm 6. Rồi em đo nha anh em. 100 cô tông. Vai 45. Con này đã kém xanh rồi mà. Giao tiếp giữa kém xanh và kém trầm. Con này dài 71. À, nó là giao điểm. Giao thời, giao điểm của thằng bịt kích. Cho nên là mình nhìn cái thằng bịt kích có thằng nào nhìn đẹp trai đâu, nhìn nó đời tâm ích, nhìn con nào nó cũ hủ vào anh em. Bởi vì có cái màu này nè, cái màu nó tím tím này nè. Là nhìn nó kiểu nó cũ cũ nhưng mà nó lại không cũ. Bây giờ ta thử chơi lên con. Anh em nhìn cái màu này này. À, màu này màu đen. Này nó hơi tím tím lên nè. Anh em nhìn thấy nó khác không? Nó khác không? Nó càng khang sang đời là bắt đầu nó đi sang hàng này luôn. Rồi, ok, size nhỏ đẹp 100 cô tông nhé. Size này đẹp mà màu bạc nha. Con này màu này ra màu bạc luôn ấy. Hơi gì đẹp ấy. Có cái nhìn nó màu nâu, nâu này cũng ra nâu, nâu, nâu kiểu nâu mốc mốc. Rồi sao con này bán có 400.000 mã 62 à. Rồi ai chốt giùm em nha. Con này mới là lộc của Lai này. Anh em chốt con này mới là đỉnh, vừa 100 cô tông, vừa size nhỏ, vừa hàng chuyển giao thời X-mon nữa chứ. Chốt giùm em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại hiệp 3.